Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Chiều nay ngày 27 tháng 3 2021 tôi về huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đến thăm vườn cảnh anh Bùi Văn Toàn ở thôn 3 xã Tân Hương, Ninh Giang. Anh em chúng ta cùng nhau vào giao lưu với vườn cảnh anh Bùi Văn Toàn. Một vườn cảnh mà rất đa dạng. Các anh có cái đam mê và tay nghề làm bonsai nhiều năm nay. Những cái tác phẩm ở đây được rất là trau chuốt. Vâng, chào anh Toàn nhá. Vâng ạ, cháu chào chú Đỗ Sinh. Vâng. Thăm vườn và giao lưu với cháu. Trước hết tôi sẽ cùng với các bạn đi thăm cái không gian tổng thể của vườn cảnh anh Bùi Văn Toàn. Vâng, anh Bùi Văn Toản có tâm sự là làm nghề bonsai nghệ thuật cũng tạo tác được rất nhiều tác phẩm và nhiều năm nay rồi. Lần đầu tiên mời Đỗ Sinh về để lên sóng và cũng để công bố với anh em làng chơi để biết đến vườn cảnh anh Bùi Văn Toản. Cơn mưa rất lớn vừa mới tạnh xong, cho nên là bóng cây nhiều khi cũng còn đọng nước, nhưng mà rất hay ở cái chỗ là cái màu xanh của cây càng được phô ra rất đẹp. Ngoài những cây tầm lớn và tầm trung ra thì dàn bonsai mini của anh Toản cũng tương đối nhiều. Và vài phút chúng ta đi dạo xung quanh vườn, sau đó anh Bùi Toản sẽ giao lưu trực tiếp với chúng ta cận cảnh một số những cái tác phẩm qua kênh Hương Sắc Đỗ Sinh. Số điện thoại của anh Bùi Toản ở trên màn hình ở phút đầu và phút cuối của từng cuốn video, dưới dòng chữ Bùi Toản để chúng ta giao dịch. Chuyển cho tôi. Ôi, còn phía sau này còn rất nhiều cây nhỉ. Thế này cùng một số tác phẩm cũng được cái chú Sinh. Đây rồi. Tuyệt vời quá. Cũng một số cây nuôi cháu. Và có cả một số phôi nữa. Vâng, vài phút đầu tôi chỉ giới thiệu qua với các bạn cái không gian chung như thế này rồi. Phải nói là số lượng cây cũng rất nhiều. Chúng ta mà đến được trực tiếp vườn anh Bùi Toản sẽ được lựa chọn thoải mái hơn. Và chọn cho mình được những cái tác phẩm ưng ý hơn. Qua hình ảnh của Đỗ Sinh đăng tải cũng chỉ có tác dụng là cầu nối để chúng ta biết được vườn của anh Bùi Toản. Và bây giờ Đỗ Sinh cùng các bạn chúng ta tiếp cận với một cây tùng La Hán, là tác phẩm đầu tiên tôi giới thiệu với các bạn. Đây là một cây tùng dáng thác đổ.
Vâng, tại thời điểm này ra lộc non đẹp quá. Tất cả những cái chùm lộc cũng như là những bông hoa tuyệt vời. Và cái độ buông rơi theo dáng thác đổ xuống rất sâu. Chúng ta nhìn đây đã thấy xuống qua đáy chậu khoảng độ 20 cm. Và cây này mà giao lưu thì giá khoảng bao nhiêu anh Toản ơi? Triệu. 32 triệu. Vâng. 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 Rồi. Giá thương mại, giá là anh em còn mua được đấy. Vâng, vâng. À, với cuốn video này chúng ta chọn lấy khoảng 5 tác phẩm thôi. À, đó là những cái tác phẩm đại diện cho các loại cây. À, đây là cây tùng La Hán. À, sau đó tôi sẽ chuyển ống kính sang những cây khác loại. À, để cuốn sau chúng ta tiếp tục với những bóng tùng đẹp như thế này tại vườn anh Bùi Toản. Đây. Rất nhiều những cây tùng La Hán. À, bây giờ chia tay với cây tùng La Hán dáng đổ. Chúng ta tôi chọn cây khác. Cây tùng La Hán tôi chỉ chia sẻ một cây đấy thôi, còn từ cuốn sau tôi chia sẻ hết. Chúng ta đến với cây si đi. Vâng, đây là một cây si búp đỏ, một cây si cổ. Tôi xin giới thiệu với các bạn. Để cây tùng La Hán chỗ này lại không trực diện được nhỉ, không quay được trực diện. Không, thà anh xoay cái này còn hơn, anh xoay cái si kia thôi còn hơn. À, nhưng cái si không quay được. Cái gì đế này mà không quay được. Nó gần nhau quá. Đây rồi đấy anh ơi. Đây rồi, coi thế thôi. Đây rồi, tôi chìa tay sang bên này được rồi. Chúng ta quan sát cái cây si này. Si búp đỏ chú ạ. Vâng. À, thuộc lối cổ mà nó già. Cây si rất là già rồi. À, tôi đã phải lách tay vì vướng cây tùng nên là không thu bóng vào trọn vẹn được. Vâng, đây là phía sau này. Vâng, chia tay với cây si cổ, chúng ta đến với một tác phẩm mai chiếu thủy. Đây là những cây mai mà cùng với cái bóng dáng là chúng ta hay gọi là lùn lực đấy. Đẹp quá,
u bệ, ăn thùi. Con mai thì cháu mua lâu rồi chú ạ. Và con Bắc mai là lu cục rồi, lu cục rồi. Tức là sống ở đất Bắc đã khoảng 3 năm rồi. Rất thuần chú ạ. Đẹp quá nhỉ. Cái này mà giao lưu giá bao nhiêu anh? Cái này nếu mà giao lưu là giá 48 triệu. 48 triệu ạ? Vâng. Giá cháu nói để giao lưu. Rồi. Cái này khoảng chiều cao bao nhiêu anh Toản ơi? Chiều cao từ mặt chậu lên là khoảng 45 phân, 50 phân. Mặt chậu lên là 50 phân à? 50 phân. Rồi, ngang tán bao nhiêu? Ngang tán là tầm 65 phân. 65 phân. 65 phân. Có đo được cho mình cái bệ gốc chưa? Quàng cái thước dây vào cái là xong. Chiều hành thân là 72 cm chú ạ. Rồi. Vâng, 72 cm. Rồi. Ok. Vâng, chúng ta chuyển tiếp sang cây cần thăng. À, cuốn video này tôi chỉ giới thiệu 5 cây thôi. À, sau những cái phút mà giới thiệu tổng thể của khu vườn, chúng ta lấy 5 tác phẩm của 5 dòng cây khác nhau. À, và từ chuyến cuốn video sau thì Đỗ Sinh sẽ chia sẻ hết tất cả, kể cả từ những cái bệ phôi. Đây là cây cần thăng. Và cuốn này tôi được phát luôn vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm nay, 27 tháng 3, 2021. Còn các cái cuốn quay tiếp theo thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp vào ngày mai, từ 28 và 29. Cây cần thăng này mà giao lưu giá nào anh? Lưu giá giao lưu là nhà vườn ra là 4 triệu chú ạ. Vâng, giá 4 triệu. Rồi. Vâng, chia tay với tác phẩm cần thăng, chúng ta đến với một cây sam núi. Cây sam núi này có kể cái chậu của nó là viên đá liền khối không? Vâng, viên đá liền khối. Vâng. Nó như một mảnh cắt thiên nhiên đấy nhỉ. Nó như là một con thuyền đấy. Cây sam núi. Vâng, đây là phía ngược lại của cây sam núi. Cây sam núi này giao dịch giá bao nhiêu anh? Cái này có giá là 18 triệu chú. Vâng, 18 triệu. Nó giá thật tí để khách có thể giao lưu chú. Vâng, đó là 5 tác phẩm, 5 dòng cây khác nhau Đỗ Sinh chia sẻ trong cuốn video này. Toàn cảnh của khu vườn anh Bùi Văn Toản chúng ta đã được tham quan.
qua số điện thoại của anh Toản ở trên màn hình ở phút đầu, phút cuối, dưới dòng chữ Bùi Toản để các bạn giao dịch. Đỗ Sinh xin kết thúc cuốn video thứ nhất chia sẻ vườn cảnh anh Bùi Toản. Chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau.